Ôn luyện, 120 tình huống mô phỏng lái xe. Cách xử lý các tình huống khó trong chương 4. Các bạn lưu ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các bạn trong việc tiết kiệm thời gian, truy cập nhanh chủ đề tình huống cần tìm. Trong phần mô tả bên dưới video này, mình đã phân đoạn mốc thời gian cho từng tình huống cụ thể. Các bạn chỉ việc nhấn vào mốc thời gian, dãy số màu xanh ghi ở đầu mỗi tình huống có trong video. Hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn ngay lập tức. Ngoài ra, cũng nhằm giúp các bạn dễ nhớ, học nhanh, hiệu quả và tiết kiệm thời gian, trong phần mô tả của mỗi video, mình có để các đường link hỗ trợ gồm link tải hình ảnh từng tình huống có trong video để tham khảo khi thực hành và link video hướng dẫn cách ôn luyện bài thi mô phỏng. Mong các bạn đừng bỏ qua. Trong 10 tình huống của chương 4 có 7 tình huống khó, gồm các câu 65, 66, 68, 69, 70, 72 và 73. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Lưu ý, cố gắng nhận diện để phân biệt hai tình huống tương tự, 65 và 70. Đây là tình huống 65, có sương mù. Hành lang bên trái có nhiều cây Năm ô tô ngược chiều sáng đèn. Chú ý, tàn lá cây bên trái và cột A và sẽ có một biển báo xuất hiện ở lề đường bên phải. Nhấn phím cách khi biển báo xuất hiện và lùm cây bên trái vừa chạm cột A. chú ý trụ cổng rào và cạnh phải màn hình nhấn phím cách khi trụ cổng rào vừa chạm cạnh phải màn hình nhận diện tình huống 68 đường bằng phẳng nhiều sương mù hai bên đường có nhiều cây chú ý gương lội phía trước và cột a nhấn phím cách khi chân trụ gương lội vừa chạm cột a Chú ý, điểm trắng nhỏ phía trước và cạnh phải thùng xe tải. Nhấn phím cách khi điểm trắng vừa cặp cạnh phải thùng xe. Nhận diện để phân biệt hai tình huống tương tự, 65 và 70. Đây là tình huống 70, không có sương mù, hành lang bên trái ít cây, nằm xe ngược chiều không sáng đèn. Chú ý, trụ gương lồi phía trước và cột A. Nhấn phím cách, khi trụ gương lồi còn cách cột A, hai khung hàng rào. Nhận diện tình huống 72. Mặt đường lề phải, có nhiều hòn đá lớn. Vách núi phía bên trái. Nhiều sương mù. chú ý, đốm sáng mờ phía trước, hoặc hòn đá bên lề phải đường và đỉnh tắp lô xe. Nhấn phím cách, khi đốm sáng vừa mất, hoặc khi hòn đá, vừa chạm đỉnh tắp lô xe. Nhận diện tình huống 73 mặt đường và hàng rào màu đen sẫm. Vách núi phía bên trái. Sương mù nhẹ. Chú ý, biển báo phía trước và sườn núi phía xa. Nhấn phím cách khi chấp biển báo đến ngang bằng với sườn núi. Chúng ta vừa thực hành xong 7 tình huống khó của chương 4, trong 17 tình huống ở chương 5 có 12 tình huống khó, gồm các câu 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87 và 89. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.